Kính thưa quý vị, nhà sáng lập Facebook Zuckerberg gặp Tổng thống Nam Hàn tên từ Hán Thành. Giám đốc điều hành hãng Facebook Mark Zuckerberg gặp Tổng thống Nam Hàn Park Geun-hye tại thủ đô Hán Thành vào ngày hôm nay trong chuyến thăm đầu tiên tại nước này. Đây là cuộc họp mặt mới nhất trong một loạt các cuộc gặp gỡ của bà Park với giám đốc công ty công nghệ thông tin toàn cầu nhằm tìm kiếm lời khuyên cho tầm nhìn về nền kinh tế sáng tạo của bà. Theo một bản thông cáo từ văn phòng Tổng thống, trong cuộc họp với bà Park, ông Zuckerberg cho biết, Nam Hàn là một thị trường quan trọng cho công ty của mình và ông sẽ nghiên cứu phương cách để hợp tác theo tầm nhìn kinh tế sáng tạo của bà. Tầm nhìn kinh tế sáng tạo của bà Park kêu gọi tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và việc làm với công nghệ thông tin và truyền thông, cũng như văn hóa và các lĩnh vực khác. Ông Zuckerberg đã đến thủ đô Hán Thành trong ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm 2 ngày. Ông dự trù sẽ có cuộc họp với các quan chức hãng Samsung Electronics, bao gồm Phó Chủ tịch Lee Jae-yong, để thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong kinh doanh. Tổng giám đốc điều hành hãng Facebook dự trù sẽ rời Nam Hàn vào cuối ngày hôm nay bằng máy bay riêng của mình.